Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa trưa nay nhà em ăn món đậu rồng xào thịt bò. Đây là em có 200g đậu rồng. Đậu rồng này là đậu rồng vườn nhà mẹ em trồng ạ. Và 200g thịt bò. Nửa muỗng cà phê muối tiêu. Nửa muỗng cà phê muối trắng. Nửa muỗng canh nước mắm và hành lá. Và bây giờ em sẽ đi xắt thịt bò và lặt đậu rồng ạ. Sau khi cái nồi nó nóng á, thì em đổ vô một muỗng canh dầu, rồi em đổ hành củ vô em phi. Bây giờ nó cũng đã thơm rồi, em sẽ đổ thịt bò vô. Em sẽ xào thịt bò cho nó chín chín một chút xíu rồi em đổ đậu rồng vô ạ. Tại vì đậu rồng nó cũng mau chín lắm. Nhà em thì không có thói quen là ăn thịt bò tái, nên em phải xào chín chín một chút. Em xào nãy giờ thì thịt bò nó cũng đã sắp chín rồi. Bây giờ em sẽ bỏ đậu rồng vô ạ. Đậu rồng này mẹ mới bẻ nên nó rất là tươi ạ. Mình đậu rồng mình ăn tươi nó mới ngon ạ. Nó giòn và nó ngọt nữa. Bây giờ em sẽ cho nước mắm vô. Miếng muối vô ạ. Và bây giờ em sẽ xào cho đậu rồng nó mềm mềm một chút là chín ạ. Em xào nãy giờ thì cái nồi đậu rồng của em nó cũng đã chín rồi. Bây giờ em sẽ cho vô một chút xíu bột ngọt. Em xào nãy giờ thì cái nồi đậu rồng của em nó cũng đã chín rồi. Bây giờ em sẽ cho vô một chút xíu bột ngọt. Và hành lá. Thank you.
và rất là thơm luôn ạ. Và bây giờ em sẽ múc ra dĩa thôi ạ. Vậy là rất nhanh em đã xào xong món đậu rồng xào thịt bò, khá là thơm ngon ạ. Và món này rất là dễ làm, làm thì lại rất là nhanh ạ, không có mất thời gian nhiều. Vậy thôi, video em làm món đậu rồng xào thịt bò đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.